giải mã giấc mơ thấy chó và con số may mắn dành cho bạn nằm mơ thấy chó vàng màu vàng là đại diện cho sự may mắn nên khi mơ thấy chó vàng thì đó là điềm báo cho sự tài lộc may mắn sắp sửa đến với bạn nếu bạn đang làm về mảng kinh doanh một mặt hàng nào đó thì khi nằm mơ thấy chó vàng tức là chuẩn bị sẽ ký được một hợp đồng lớn hay thu lại được một số tiền khủng chó là loài động vật cực kỳ nhạy bén và trung thành nên những giấc mơ về chúng thường là rất may mắn vì vậy bạn không phải lo mơ thấy chó vàng là điểm báo xấu đâu nhé hãy tin tưởng vào người bạn trung thành bên cạnh mình bởi nó sẽ đem đến sự may mắn cho bạn. Con số may mắn khi nằm mơ thấy chó vàng là 33, 90.